Rồi, em xin chào các cô chú anh chị và bạn. Hôm nay em chữa một căn bệnh là TBS, gọi là bộ ba cảm biến của SH. Tại sao người ta nói là bộ ba cảm biến? Tại vì trong cái bộ ba này nè, trong một cái cục như thế này nó sẽ có ba cái cảm biến, một cái cảm biến TBS và một cái cảm biến áp suất khí nạp và một cái cảm biến nhiệt độ khí nạp. Gọi là bộ ba cảm biến là nó tích hợp ba loại cảm biến trong cái cục này, gọi là bộ ba cảm biến nha cô chú anh chị. Đa số phần nó sẽ lỗi TBS hoặc là lỗi một cái bộ phận thì các bạn phải thay cả cục như thế này. Thì cái xe này nó đang lỗi nha cô chú anh chị, thì nó lỗi ở những cái giải ga cuối là 780 chạy không được nha cô chú anh chị. Thì mình sẽ cho cô chú anh chị xem, ví dụ không có máy thì cô chú anh chị có đồ trong nhà thì cô chú anh chị thử, còn có máy độc lỗi thì cô chú anh chị xác định rất là nhanh. Mình bật khóa lên cô chú anh chị xem. Rồi mình kết nối độc lỗi máy với máy độc lỗi là như thế này nè. Rồi mình vô cái phần dữ liệu động cơ, tại vì cái lỗi này nó báo là nó báo trong cái giải cho phép. Nhiều khi do phép là nó không hiển thị lỗi được nên cô chú anh chị ra gặp rất là nhiều khó khăn để chẩn đoán lỗi. Thì có máy thì cô chú anh chị vô phần dữ liệu mình sẽ đọc thông tin, nghĩa là mình kiểm soát thông tin qua cái máy. Thì cái máy này mình sẽ kiểm soát được giống như cái máy siêu âm như cô chú anh chị, mình có thể kiểm soát được tất cả các vấn đề trên xe, ngay cả hao xăng và không hao xăng mình kiểm soát được hết nha cô chú anh chị. Thì qua một cái lớp học phân tích dữ liệu động cơ thì cô chú anh chị sẽ phân tích được cảm biến hư hay cảm biến lệch là mình phân tích được. Thì hôm nay để đón TBS, cô chú anh chị vui lòng bỏ ba hàng đầu cho mình, 1, 2, 3. Thì cô chú anh chị coi cái vị trí độ nè, ở trên là độ bấm ga và cái vị trí điện áp bấm ga, hai cái này nó phải lên cùng song song với nhau nha cô chú anh chị. Nếu nó gãy ở đoạn nào thì là một cái TBS chết, thì TBS chết thì cô chú anh chị không sửa chữa được, chỉ thay mới. Thì nhiều cô chú anh chị hỏi mình tại sao cái TBS này gọi là bộ ba cảm biến, tại vì bộ ba cảm biến là nó tích hợp một cái cục như vậy là ba cái cảm biến. Thì một cái cảm biến TBS là nó nằm, mình xé ra nha cô chú anh chị, một cái TBS là nó nằm ở giữa nè. TBS là cảm biến ga, rồi cái đây cái lỗ này cảm biến nhiệt, cảm biến áp suất khí nạp nghĩa là lực hút của máy của chính chị, và cái cảm biến này là nhiệt độ khí nạp, nhiệt độ khí nạp của môi trường mình nha cô chính chị. Thì mình sẽ tiến hành vô kiểm cho cô chính chị xem. Thì đây mình sẽ cái tay ga mình lên nha cô chính chị, đây nè, mình sẽ hướng dẫn cho cô chính chị cái tay ga của mình phải lên như vậy nè. Mình lên rồi mình theo dõi rồi mình kéo cứng ga, thường thì điện áp cứng ga khoảng 78 độ nha cô chính chị, và điện áp nó sẽ cao gần 4V đó cô chú anh chị. Thì mình sẽ tiến hành mình lên từ từ nè. Đó, cô chú anh chị thấy nó đang chạy theo 2000 đó thôi nha cô chú anh chị. Chạy phải lên đều, nó không được sụp về nha cô chú anh chị. Còn cái này 45 nè. 45 điện áp tới là 3 mấy V rồi đó. Rồi tiếp tục mình kéo nữa, đáng lẽ nó phải lên nha. Rồi nó đang gãy cô chú anh chị, mới có giữa đoạn là nó gãy về, là cô chú anh chị lên ga tiếp nó không được. Và mình kéo cứng ga nữa sao? Cứng ga thì nó về 17 độ, giống như cứng ga mà cái TBS chết á, con IC nó tưởng là mình đang hạ ga gì nha cô chú anh chị nè, cứng ga này. Thì con BS chết á, nó tưởng là mình hạ ga gì thì nó không có cho chạy nữa, thì đúng rồi, IC nó nhận biết vậy cô chú anh chị. Tiến hành mình thay rồi mình đồng bộ lại là ok. Thì hôm nay thay rồi mình vệ sinh kim phun, thì hướng dẫn là cô chú anh chị mở cái này thay vô rồi á, mình reset lại thôi, mở mấy ngóc thôi. Cái chuyện thay cái này rất là đơn giản nha cô chú anh chị. Rồi mình cái thao tác cuối cùng là mình phải đồng bộ reset nó lại, một là cô chú anh chị đồng bộ thủ công, hai là cô chú anh chị có thể đồng bộ qua cái máy của mình. Rồi nha cô chú anh chị, đây là quá trình mình kiểm tra bằng máy trực tiếp, chính xác, tỷ lệ chính xác gần như là tuyệt đối nha cô chú anh chị. Rồi mình xin cảm ơn các cô chú anh chị.